Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng phân biệt 3 cụm từ mà chúng ta sẽ cảm thấy rất là bối rối, là không biết là nó khác nhau như thế nào. Đó chính là kizu, hyozu và suizu, khác nhau như thế nào nhé. Với từ kizu, âm Hán Việt của nó gồm chữ cơ và chữ chuẩn. Và chữ cơ này thì nằm trong từ kizu, tức là cái cơ bản, cái nền tảng của một cái sự việc nào đó. Bởi vậy mà kizu chúng ta sẽ hiểu nó là những cái tiêu chuẩn hoặc là những cái tiêu chí. Tiêu chuẩn này là gì? Là một cái tiêu chuẩn nào đó mà chúng ta cần phải đạt được ở cái mốc đó, tức là những cái điều kiện cơ bản nhất, một cái mốc bắt buộc mà chúng ta phải đạt được ở cái mức đó thì người ta sẽ dùng với kizu. Ví dụ như thế này, những cái tiêu chuẩn để đánh giá một sản phẩm thì người ta sẽ đưa ra những cái mức tối thiểu cần để đánh giá một sản phẩm là như thế này, và sản phẩm đấy phải đạt những cái kizu như vậy thì người ta gọi nó là sakuhin hyouka no kizu. Và một cái đơn giản hơn nhé, ví dụ như là trong kỳ thi GRBT của chúng ta thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai điểm. Điểm thứ nhất là gokakuten, là điểm đỗ. Ví dụ như là với N2 thì chúng ta phải đạt là từ 90 điểm trở lên, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta còn một điểm nữa, đó là kizunten, tức là cái điểm chuẩn cho từng cái phần môn. Và cái điểm tiêu chuẩn cho từng cái phần môn đấy là phải đạt từ 19 điểm trở lên, đúng không ạ? Hay chúng ta hay gọi nôm na là cái điểm liệt ấy. Nếu mà dưới 19 điểm thì cho dù cái điểm đỗ của các bạn có cao như thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể đỗ được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hiểu rằng cái kizun chính là một cái mốc, một cái điều kiện cơ bản mà chúng ta bắt buộc phải thỏa mãn, đúng không ạ? Bởi vì nó là chính là cái từ kizun, và cái chữ cơ thì nằm trong từ kiso, tức là monogoto no kiso to naru. Cái đấy nó sẽ trở thành cái cơ bản, cái căn bản của cái sự việc, cái mốc mà chúng ta cần phải giữ, cần phải đạt được. Bởi vậy nên chúng ta thường thấy kizun bắt gặp trong những cái cụm từ, ví dụ như là mình đặt ra một cái mốc, một cái tiêu chuẩn, đúng không ạ? Kizun o mokeru, hoặc là vượt lên khỏi cái mốc, cái tiêu chuẩn đó. Kizun o koeru, đúng không ạ? Chúng ta sẽ hiểu nó giống như là một cái mốc cơ bản. Còn với từ suizu gồm có chữ thủy và chữ chuẩn. Chữ thủy này thì chúng ta hiểu cái hình ảnh mô tả cho cái từ kanji này là một cái mực nước. Vậy nên cái từ này chúng ta cũng dịch là tiêu chuẩn. Thế nhưng mà nó không theo một cái con số hoặc là một cái tiêu chuẩn mà người ta đưa ra rõ ràng cụ thể giống như kizu. Các bạn hiểu cái suizu nó giống như là cái thê độ, cái thê bê độ, cái mức độ hoặc là cái level. Đó, tức là một cái mức độ người ta đưa ra để làm chuẩn, để đánh giá. Ví dụ như là seikatsuizu ga takai thì chúng ta sẽ hiểu đây là cái tiêu chuẩn sống cao, hay là ở đây người ta sẽ đánh giá cái tiêu chuẩn sống dựa vào những cái theo kiểu là mức độ, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta thấy là cái từ suizu nó là một cái mức, là một cái level, và có khi là nó sẽ không đi với những cái con số, những cái chỉ số cụ thể. Ví dụ như là seikatsuizu, cái tiêu chuẩn sống, đúng không ạ? Thì nó sẽ không có một cái gọi là cái con số cụ thể, hoặc là vunkasuizu, tiêu chuẩn về văn hóa. Và với cái suizu này thì bởi vì nó là mức mà, thế nên là nó sẽ có những cái như là tiêu chuẩn cao hoặc là tiêu chuẩn thấp, đúng không ạ? Nó giống như kiểu như là mức độ cao và mức độ thấp, nhưng mà cái kizun thì lại không có cái kiểu như vậy. Bởi vậy chúng ta có thể nói là kizun o mokeru, tức là mình đặt ra một cái mốc tiêu chuẩn, chứ chúng ta không thể nói là suizun o mokeru, bởi vì là cái suizun nó là một cái level, là một cái mức độ, đúng không? Thì chúng ta không thể đặt ra một cái mức độ được, đúng không? Còn từ còn lại đó là hyozu, âm Hán Việt gồm chữ tiêu và chữ chuẩn. Thì cái từ này á thì nó có những cái trường hợp nó sẽ được dùng bằng với kizu, tức là một cái con số gọi là cái tiêu chuẩn người ta đề ra. Đó, thì nó cũng có một cái trường nghĩa là nó giống với kizu. Tuy nhiên cái điểm khác biệt của nó là như sau. Thông thường thì hyozu là cái chữ tiêu, đúng không? Thường nó sẽ được dùng với những cái nghĩa như là những cái con số, những cái giá trị mang tính chất gọi là heikinteki, mang tính chất là trung bình, hoặc là phổ biến ippanteki, hoặc là mang cái tính chất gọi là daihyoteki, đại diện. Ví dụ như chúng ta có từ là hyozun taiju, thì cái từ này chúng ta sẽ hiểu là cân nặng chuẩn. Thì cái hyozun nó sẽ mang cái tính chất gọi là một cái gọi là chuẩn mực, người ta đánh đồng trung bình hoặc là đại diện hoặc là phổ biến. Cân nặng chuẩn là gì? Tức là người ta sẽ đưa ra một cái mức cân nặng lý tưởng
với một cái người bình thường khỏe mạnh thì sẽ có cái mức cân nặng lý tưởng là thế này, hoặc là những cái size chuẩn, đúng không ạ? Với một cái người ở mức độ bình thường, chosen size. Chứ trong những cái trường hợp này thì chúng ta sẽ không dùng với kizun được. Hoặc là ví dụ như thế này, chosen go là cái tiếng chuẩn phổ thông. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì người ta có thể đặt cái tiếng chuẩn phổ thông là tiếng của thủ đô ở Hà Nội, đúng không ạ? Đó, thì những cái trường hợp đấy, chosen nó sẽ thiên về cái việc là đưa ra những cái mang tính chất là chuẩn, về trung bình chung, mang tính chất là đại diện, đúng không ạ? Đến đây thì các bạn đã hiểu cái sắc thái ý nghĩa của ba từ này rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chốt lại nhá. Kizun là một cái mốc chuẩn hoặc một cái điều kiện chuẩn mà chúng ta cần phải đạt được cái mốc tiêu chuẩn đó. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn tối thiểu nhất là phải đạt được như thế nào đó thì chúng ta sẽ dùng là saite kizun. Còn với suizun, chúng ta sẽ hiểu nó là cái mức độ hoặc là cái level. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn sống, đúng không ạ? Chúng ta có là sekatsu suizun. Còn với hyozun thì thường là sẽ đưa ra những cái mức gọi là chuẩn so với mặt bằng chung, hoặc là một cái đưa ra gọi là đại diện tiêu biểu phổ biến, ví dụ như là cân nặng chuẩn hoặc là size chuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.